Bắt đầu những chiếc thẻ đầu tiên đã được quăng ra rồi các bạn ơi. Rất là xa các bạn. Tới mình luôn. Đây là buổi lễ thí vàng tại chùa Ông Hủ nha các bạn. Chùa Đại Bác, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Đây các bạn, nguyên một cái đụng kẹo và một bao gạo luôn. Quá hay luôn các bạn. Rồi bên này đụng thịt đấy, thủng thịt heo nữa các bạn. Thôi, anh ơi, cho quay đụng thịt heo các bạn. Cho quay cái hả? Số mấy ạ? Số mấy được hả? 40 các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, nguyên cái đụng thịt heo. Thôi, cái đụng cốm này bự quá trời luôn. Cái đụng kẹo bự chà bá luôn các bạn. Nãy giờ mới thấy luôn nè. Cái đụng này cá nhà ăn hết đâu em. Nguyên cái đụng quá trời luôn. Đây một đụng kẹo lớn nữa nè bạn. Nãy giờ mình tưởng đâu kẹo nhỏ thôi mà giờ có kẹo lớn luôn. Giò heo nữa kìa bạn. Giò heo có kèm ba cây mía nữa. Bây giờ mình đã đến được điểm thí vàng vào sáng ngày hôm nay, ngày rằm, ngày 15 tháng 7 năm 2023, năm Quý Mão nha các bạn. Hiện bây giờ mình đang có mặt tại chùa Đại Bác, gọi là chùa Ông Hủ, tại phường 5 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tại thời điểm này thì thí vàng ở đây được diễn ra khoảng là 12 giờ trưa nha các bạn, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi. Đây các bạn nhìn thấy một chiếc vàng cũng đã được dựng lên. Trên những chiếc giỏ sẽ có những chiếc thẻ. Trên thẻ sẽ ghi những vật phẩm như là gạo, muối hay là mì gói, hay là những vật phẩm có gì thì sẽ phát cho bà con cô bác thứ nấy nha các bạn. Có cả thịt heo, rồi rau muống, đủ thứ luôn. Tùy vào từng năm bà con cô bác cúng dường cái gì thì trong chùa cũng sẽ phân phát hết cho mọi người luôn. Đây các bạn thấy là các thánh vật cùng với bà con cô bác đến để giật thẻ, giật vàng và xem, chứng kiến rất là đông nha các bạn. Đây là một trong những lễ hội truyền thống được lưu giữ và nhiều đời và gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Chỉ có tại vùng đất Bạc Liêu và Sóc Trăng nha các bạn. Ngoài ra thì có những nơi khác cũng có nhưng mà ít thôi, chẳng hạn như là ở Kiên Giang hay là Cà Mau. Còn nếu tại thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể là tìm đến ngay tại khu vực chợ Xoáy Kình Lâm các bạn, hay gọi là khu vực chợ, gọi là chợ lớn á, chợ lớn của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn giữ được cái phong tục này. Đa phần phong tục giật thí vàng, giật vàng này là của đồng bào dân tộc người Hoa. Hiện bây giờ mình nghe là ở trong chùa thầy cúng cũng còn đang thực hiện nghi lễ cúng các bạn. Các thánh quan cũng đang có mặt ở trên giàn giáo chuẩn bị để quan những chiếc thẻ đi được xa hơn. Chính vì vậy các bạn nghe giật vàng, đây là vàng nha các bạn, chứ không phải là vàng. Nhưng mà đôi lúc á thì mình thấy là có những số nơi bạn người ta có thể là thí cả tiền luôn, tiền vàng luôn, nên là gọi là thí vàng cũng có lý ha, cũng đúng chứ không có sai nha các bạn. Nghe nói giật cô hồn thì nghe kỳ quá nên là mọi người dùng cái từ là giật vàng thì nghe cho nó nhẹ hơn một chút, thì cái nào cũng đúng luôn các bạn. Hiện bây giờ mình nghe thầy cúng bên trong cũng tạm ngưng đọc kinh rồi các bạn. Chắc có lẽ là cũng sắp xong. Ở đây có lẽ là một trong những điểm mà sáng nay mình đến và mình thấy là có quy mô nhất như các bạn, có cái độ lớn nhiều nhất luôn. Hồi sáng mình quay ở tại phòng dược Phước Thiện, rồi sau đó là đến nhà một hộ dân tại thành phố Bạc Liêu, phường 2 thành phố Bạc Liêu. Ở đây chính là điểm thứ ba. Điểm này mình thấy là rất là hoành tráng luôn. Dưới sân thì mình thấy là có được cán bê tông bạn, nhưng mà rong đóng cũng khá là nhiều.
À, chừng nào gần tới thì mình sẽ đi xa ra các bạn. Giờ mình đến tranh thủ thời gian để đến gần cho các bạn thấy chiếc giàn được dựng như thế nào. Hồi xưa thì làm bằng cây thôi các bạn, làm bằng cây thôi, bây giờ được dựng bằng giàn giáo như thế này, cũng khá là tiện lợi. Ở trên có những tấm dáng đây. Thôi mình đứng gần đây được không? Có bị đè không? Hên xui hả? À, thôi nói chứ mình cũng nghe các bạn cũng có cảnh báo rồi các bạn. Lúc giật á, là mình tránh xa ra. Tại vì không tham gia thì tránh ra các bạn. Đứng đây mà mình quay một hồi là thành con khô luôn. Đây các bạn thấy là các thánh vật ở đây ai cũng rất là lực lưỡng nha các bạn. Rồi các cô các chị đây chủ yếu là đến coi thôi. Chị tới xem có giật không? Dạ có, cứ giật luôn nghe không? Phải vậy. Bây giờ đứng đó miễn mà tới là giật luôn hả chị? Đúng rồi, tới tay có gì phải giật rồi. Nhưng mà nhào ra thì không dám phải không? Chứ em không dám giật rồi đó. Thôi em giật hồi cái điện thoại em nó nằm ở trên mặt đất à. Đây các bạn. Đây là chiếc vàng của chúng ta đây. Ủa nay có con vàng hả ta? Nay mấy vàng hả chú? Có một vàng à hả? Ồ. Con đó các bạn ơi, có muối gạo rồi. Sắp tới nha các bạn, sắp tới rồi đó. Đây là hai thánh quan nha các bạn. À mình thấy chưa có thẻ. Ủa thường giật mấy chỗ chú? Ủa phát có đó à hả? À. Vậy là phát con chỗ này thôi nha các bạn. Vậy là hồi muốn ai muốn giật nhiều rồi đứng cái đây. Dạ, nhưng mà nói chứ hồi con đứng xa không dám lại gần đâu. Dạ. Tại nhiều khi ta quăng xa hả chú? À, ta cố tình dựng vàng cao để mình quăng được xa mà. Dạ bởi hồi em tránh xa ra em nghe mấy chú mới nhắc nè. Tới chưa chị? Tới rồi phải không? Tới rồi đó. Tới em né ra. À, các cô cảnh báo là tới giờ giật thẻ nha các bạn. Đi xa ra để hồi cái điện thoại là nó thành phế liệu á. Rồi giờ mình tìm chỗ an toàn nha các bạn. Rồi đi tìm chỗ an toàn để quay đi. Tới chưa? Rồi các bao thẻ cũng đã có xuất hiện rồi nha các bạn. À, sau những lời cảnh báo của các cô, các chú, các anh chị thì mình đã tìm được một cái vị trí trên cao các bạn khá là an toàn. Để có thể là mình sẽ ghi hình cho các bạn thấy rõ hơn. À, mọi người cảnh báo là ở đây giật rất là dữ. Nên là mình đứng ở dưới lén khoén là cái điện thoại cũng bị giật luôn. Mà không bị giật cũng bị đè. Nên các bạn có đến đây xem thì các bạn đứng hơi xa một tí nha các bạn. À, xa hay... hai vị mà đang chuẩn bị phát thẻ đó, hai ông thẻ đó. À, chuẩn bị đi nha các bạn. À, mình đã nghe một hồi trống chầu rồi nha các bạn. Và như vậy chúng ta sẽ có 3 hồi trống chầu nha. Rồi 3 hồi trống chầu đã dứt rồi nha các bạn. Giờ chuẩn bị bắt đầu, những chiếc thẻ đầu tiên đã được quăng ra rồi các bạn ơi. Rất là xa các bạn, tới mình luôn. Đây là buổi lễ thí vàng tại chùa Ông Hữu nha các bạn. Chùa Đại Bác, phường 5, thành phố Bạc Liêu. À, hy vọng đừng có tới mình nha các bạn, tới là bị càng á. Quá là vui luôn các bạn ơi.
rất là xa, mình thấy cái anh quăng rất, quăng rất là xa luôn các bạn. Tới đây luôn, tới chỗ mình luôn. Rồi còn một ít thôi, số lượng thẻ sắp hết rồi. À, như vậy là chỉ trong vòng hơn một phút thôi các bạn, hơn một phút thôi, khoảng 1 phút 30 giây, tất cả các thẻ từ hai chiếc rổ mũ trên vàng cũng đã được hai thánh quăng, cũng đã quăng hết luôn rồi. Và bây giờ mọi người giật xong những chiếc thẻ sẽ mang chiếc thẻ này đến tại chùa Đại Bác các bạn, để đổi thành những vật phẩm tương ứng được ghi trên thẻ. Đấy, ai đi xem cổ vũ thì ra về, còn ai có thẻ thì sẽ ở lại để đổi nha các bạn. Còn nếu không các bạn có thể đến giờ chiều, buổi chiều các bạn đổi cũng được, không nhất thiết phải đổi liền. Rồi, để xem thẻ thôi, hai thánh này được nhiêu thẻ? Em được nhiêu? Có thẻ hả? Đó là gì vậy? Mình biết đó là gì không hả vậy anh? À, đa phần là gạo phải không? Đây, đây mỗi một người ai có thẻ bạn vui quá trời luôn. Bạn này tới 3 thẻ luôn hả? Hay quá. Rồi chúc mừng chị nha. À, bây giờ mọi người đến để chuẩn bị đổi thẻ nha các bạn. Ai quay trở lại đây đều có thẻ hết luôn. Anh được mấy thẻ? Được có thẻ hả? Thẻ gì vậy anh? 24. Bạn đó được gì vậy? Gạo. Gạo phải không? Được mấy ký anh? 5 ký gì á? À, được khoảng 5 ký á. Rồi chúc mừng anh nha. Để em chạy thử coi kịp không. Rồi xong, giờ chúng ta sẽ di chuyển sang chùa Trà Kha nha các bạn, chùa Ông Bổn Trà Kha. Ủa chú không có giật hả? Vậy hả? Chú không có giật hả? Ban nhạc cái tổng á. Ờ vậy hả? Ban nhạc hả? Trời ơi, ban nhạc đâu có được giật. Ở chỗ cũng hai thẻ luôn bạn. À, mấy chú trong ban nhạc đâu có được giật các bạn. À, ai có được cái đụng cớm rồi nè các bạn. Rồi lại gần mình coi cái đụng cớm rồi, đụng kẹo. Đụng kẹo, anh cho em coi cái đụng kẹo anh. Nó vậy hả, cái này là số mấy mới được cái đụng kẹo? 33 được cái đụng kẹo vậy nha các bạn. À, nguyên cái đụng kẹo luôn. Số 33 các bạn, 33 là cái đụng kẹo nha. À, đã chưa? À, rồi cảm ơn anh. Nhưng mà đụng này như đụng nhỏ bạn, còn đụng lớn nữa. À đây gạo đây, 5 ký gạo. Ô có cái đụng kẹo nữa kìa. À, tại chùa Ông Bổn Ngàn Dừa thì mình thấy có rau muống, có thịt heo luôn các bạn.
Ở đây thì mình thấy hình như là kẹo. Ở đây có thịt không chú? Có luôn. Giò heo. Dạ có giò heo đó chú. Vậy là ai cúng dường cái gì người ta cũng phát hết cho mình luôn. Dạ. Phát hết đó. Dạ nãy giờ con chưa thấy ai nhận cái giò heo hết trơn á. Dạ. Theo cái số ta quy định. Rồi đụng rau muống nữa, đụng rau muống là phải có rau muống mới tiền. Có rau muống phải có tiền mới được. Còn thịt rồi phải có bia chứ chú. Đây các bạn. Ôi anh này nguyên một cái đụng kẹo và một bao gạo luôn. Quá hay luôn các bạn. Đây đợi. Rồi bên này đụng thịt đấy, đụng thịt heo nữa các bạn. Thôi, anh ơi cho quay đụng thịt heo các bạn. Cho quay cái hả? Số mấy ạ? Số mấy được hả? 40 các bạn. Rồi cảm ơn anh. Còn nguyên cái đụng thịt heo. Mà chưa có thấy đụng bia nào các bạn. Thấy cái đụng thịt heo rồi. Coi còn gì nữa không? Còn đụng có muốn hả? À, và rau muống này. Rau muống gì nghe? À, rau muống gì nghe phải có tiền. Gạo mình thấy đa phần là gạo nha các bạn. Hồi nãy thịt heo không, chưa có giò heo các bạn. Mình đang chờ cái đụng giò heo đây. À đây gạo không à. Giờ quá qua Trà Khe luôn á. Quà lớn là ở đâu anh? Hả? Quà lớn là ở đâu? Quà lớn á hả? Hồi nãy bên đây nè, thấy bên đây phát tùm lum hết ra à. Nãy bên đây thấy có cái đụng thịt. À, thịt heo các bạn chứ chưa có giò heo nha. Mấy miếng thịt heo treo lên á. À chú. Chú trong ban nhạc chú không có được giật gì hết trơn. Rồi bên đây mình vẫn thấy tiếp tục là gạo các bạn ơi. Một bao vậy là 5 kg gạo. Rồi, muối nữa à, nguyên bịch muối đó bạn. À, bên đây muối đây. Cái bịch trắng thấy chắc cỡ 5kg luôn các bạn. À, chú là thiện xứ dừa. À, anh này 3 bịch gạo 1 bịch muối luôn bạn ơi. Quá đã luôn. Muối 5kg mà anh, muối 5kg không? Chắc cỡ đó ha. Đón thôi các bạn, cũng không biết nhiều thôi kệ, ai cho nhiều cho, mình miễn có cái lọc rồi mang về là được rồi. À, chúc anh may mắn nha. À. Rồi bây giờ ai nhận quà thì ở lại các bạn, ai mà đến xem hoặc là giật không được thì về sớm. Ở à, đây đụng thịt nữa các bạn ơi, một cái đụng thịt heo. Đây nguyên một đụng thịt luôn. Ồ đã quá, vừa có gạo mà vừa có thịt luôn các bạn. Rồi bên đây đụng mía. Ngoài gạo muối thì chúng ta sẽ có quà nha các bạn. Rồi tiếp tục đây là một đụng kẹo. Họ la quá trời khang tiếng rồi bạn ơi. Lạnh không? Mình kẹo đó. Đây đụng kẹo. Kẹo hình như mình thấy là có con cỡ à. Có 70 à, có cỡ lớn ha chị. À, nãy giờ mình chưa thấy đụng kẹo lớn bạn, đụng kẹo gọn gọn vậy thôi. Kẹo đậu phộng. À, đụng rau muống nè các bạn. Đụng rau muống. Sao nãy cũng được. Ơi, rau muống không, người ta có tiền không vậy? À, anh đi nhanh quá không kịp hỏi luôn rồi. Nghe nói rau muống có tiền nha các bạn. Đụng rau muống là sẽ có tiền. Đây đụng kẹo. Kẹo gạo. Rồi bây giờ xung quanh đây là đổi quà nha các bạn. Đây đụng kẹo nữa nha các bạn, đụng kẹo mình thấy đụng kẹo này hơi nhiều nè.
Nãy giờ bắt được có mấy đụng thịt à? Chưa thấy cái giò nào hết. Nãy thấy có được cái giò nào chưa? Ở cái giò heo còn kìa. Mà chưa có ai nhận hết ra hả? Không có hiếu thì... Dạ, chắc có thể ta ở chiều ta quay lại á. Đây, đụng bao gạo. Ờ, cái đụng cơm này bự quá trời luôn, cái đụng kẹo bự chà bá luôn các bạn. Nãy giờ mới thấy luôn nè. Ờ, cái đụng này cá nhang hết đâu em. Ờ, nguyên cái đụng, quá trời luôn. Ờ, đây một đụng kẹo lớn nữa nè bạn. Nãy giờ mình tưởng đâu kẹo nhỏ không à, giờ có kẹo lớn luôn. Hết rồi, giờ con thấy mấy cái giò heo chưa ai nhận hết trơn hả? Vậy là vậy giờ tới chiều luôn anh. Giờ tới chiều luôn nha các bạn. Ờ, anh này nguyên cái giò heo đây nè các bạn, mới nói đây giò heo đây nè. Trời ơi, đã quá trời luôn. Giò heo, gạo rồi mía nữa. Cái này về hầm nấu cháo được à. Dạ, rồi đó, cái giò heo nữa kìa các bạn. Ờ, giò heo có kèm ba cây mía nữa. Rồi, gạo luôn các bạn ơi. Quá đã luôn. Rồi, thịt heo đây. À, em Thiện xứ dừa chị. Dạ. Đây, một cái đụng kẹo bự nữa nè các bạn. À. Nè, quay phim rớt cái tiền kìa. Rớt gì vậy? Rớt tiền. Đâu? Mới có cách không? Hết hồn. Không có rách hơn còn. Rồi anh được có bao gạo rồi hả? Bao gạo à. Rồi, thôi kệ vậy là cũng may mắn rồi, chúc mừng anh nha. Em không có gì hết trơn á. Giờ không có lại. Rồi giờ về đi ghe qua Trà Khang ha. Qua bên Trà Khang là bên kia xong rồi. Rồi bây giờ sẽ đi tiếp điểm khác nha các bạn. Mình sẽ đi tiếp điểm khác để ghi hình cho các bạn thấy.